Đây là căn nhà phía sau. Nhà vacation mà gia đình cô Lạnh đi là phía sau của căn nhà. Đó, mọi người thấy hôm qua thì nước lên rất là cao đúng không? Bây giờ thì không có nước luôn. Này là biển á. Ra đây không có nước luôn. Bữa nay ở đây lạnh, hơi lạnh. Tháng 8 rồi với lại mưa nữa. Đó, mọi người thấy chưa? Giống như chiều lại là nước lên tới đây luôn. Nhưng mà bây giờ lại không có nước. Mà nó cạn thì không biết có đào sò được không nữa. Hôm nay là ngày thứ hai gia đình của Quỳnh Anh ở đây. Đó, 3 ngày đó mọi người thấy ở bên bên kia là ở xa xa kia là Canada đó, bên kia là Canada. Ở đây toàn những khu nhà mắc tiền không à. Và có cái view rất là đẹp ha. Nhà bên cạnh này là nhà người ta ở đó, nên người ta làm vườn rất là dễ thương. Còn nhà đây là mình người ta cho thuê nên là họ không có chăm sóc vườn đẹp giống vậy. Tiếp tục lẩu về. Lẩu về. Bad bunny, bad 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 bunny. Mọi hoạt động đều diễn ra trong nhà hết. Tối hôm nay làm món taco. You should be able to change. Look at the comments. Hey, Dad. Hey, look what's that there. No, you get it out. No, wait after I shower. I'm making y'all wait. No, nothing. You need to wait? No, no. That's it. Thì trời mưa, bên ngoài mưa nên vô bên trong nhậu. Trời ơi. Mua người ta mình thấy mình pick up chị. Đây mấy nhỏ đang làm taco. Have that one before? It's good, man. We just had it the other weekend. Hey, cả nhà đang ăn lẩu dê.
À, lẩu dê có rượu thuốc, còn đông lưu. Ăn ngày tối nay đừng có dê nha anh Hùng. Mà ăn vừa vừa còn dê được, ăn quá có cần câu ngủ luôn. Ăn lẩu dê muốn còn đông lưu, tối ngủ luôn. Quay món ăn thôi. À, đây là cách làm taco. You want Mai Tai? We need rum. You guys get rum? No. Not rum. Margarita. Oh, never mind that. You guys got just wine. You can make margaritas. You need a lot of limes for margarita. Need the whole bag. You need like a pitcher of limes. Well, she brought like 20 limes. Hey, thịt heo. Thịt bò. Ai thích ăn thịt bò thì ăn, ai thích heo thì ăn. Là xào. Rồi mình đặng hết. Mình ăn canh. Cái này là món taco của người Mễ. Chỉ rất là đơn giản mà dễ ăn. Dạ Mỹ thì đang xa cò lắm. Mỗi năm mình cũng chích ngừa giống như mình chích ngừa cảm cúm. Wow. Nhảy. One more? No, thank you. Well, do you work tomorrow? Yeah. Hey! That okay? I understand. Bring that. Oh no! We're gonna be short! We're gonna be short! Where's Winston? Hey, it's only one lap. Give me a couple, Winston. It's only enough for like this shot. Kill. Get. That's it. You're out. Sure, yes, sir. There's not. No. There's more. Này đủ vậy nói kìa. What? We're gonna make an evening. We're all even now. Này đủ tuổi uống rượu rồi. Năm nay chưa đủ tuổi. Dạ Việt Nam mà. Đang ở Việt Nam sao? Đang ở Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam có uống được. Đang ở Việt Nam uống được. Có uống được.
ở Việt Nam uống chưa? Được rồi. Oh, sure. Ngày xưa, ngày Việt Nam 15 tuổi rồi hả? Việt Nam 18 tuổi. 18 tuổi hả? Dạ, 18 tuổi. Dạ, cố đâu? Việt Nam hả? Thầy con, cố đâu? Draymond's it is tomorrow. Hey. Yo! The Rock's tequila it is tomorrow. Yo! Tao, how are you gonna get there? I'm fine, then. Yeah. Yo! Yo! Can I what is in the dungeon? Down. No. Fine. In the back too. Ready? Okay. Cá chi cá. Cá này giống cá rô phi quá ha. À, cá rô của Việt Nam nhưng mà nó bự hơn. Mình nghĩ là cá rô phi mà nó nhỏ. Giờ mọi người đang đi nấu để chuẩn bị nướng thịt. Bữa nay trời không có nắng mà cũng âm u. Nên mọi người đi bắt sò xong rồi là về là nướng thịt, nướng thịt sò để chiều nay ăn. Nó có đem theo nhà của bạn, người bạn có đem theo này cho mấy đứa nhỏ chơi nữa nè. Đi đi vậy thế mấy đứa nó nhỏ chơi với nhau thấy vui. Với lại người lớn thì có dịp ăn nhậu. Ăn này chắc lên 10 pound xong về giảm cân. Mấy đứa nhỏ thấy giỏi nướng thịt lắm. Con của chị Hoa giỏi, làm cái gì cũng biết làm hết. Còn đây là chị Phượng, chuyên về chiên nướng cá. Cá rô đó nè. Này cá rô phi mà chắc nó bự hơn cá rô. Cá Mỹ. Mỹ gì cũng bự hết trơn. Mỹ là người cũng bự mà gì cũng bị chứ. Đồ ăn cũng bự. Chụp cái nướng thịt không có tươi không nó giống có tươi mình hơn cái giống. Bởi vì Việt Nam giờ đang đồ ăn thế đang mấy cái này đang chia tôi nhiều con đang chia là gì đang chia thịt thà đâu quá ta đang khổ mà chiên cá chiên đồ các bà kia mới đang đồ ăn một cái thịt thà là đang quỳnh chán nó nói chị ơi chúng em đang khổ. Đây định quay cái này. Vậy cái hồi lâu năm ngoái bên đây mình cũng cực khổ vậy. Yeah. Nói chung cái gì mong là chắc Việt Nam sẽ qua. Giờ phải ráng cố gắng. Được rồi Phương ơi đừng đánh về nhiều quá. Nướng mà nó khô. Không em nướng hơi hơi là ấy được rồi nhà chị ăn ngoài chứ được rồi. Cái này cái lò nướng này mình có thể nướng luôn con heo quay luôn. Nó quay lên được mà. Dạ. Quá thích chứ. Ủa nhà chị có mua cái này không? Em phải xay. Cái lò này mình mua làm sao Tony? Mình về nhà mình mua. Hả? Nó biêu quá. Nướng than là ngon nhất. Nhà mày biêu được á Tony? Mua lò kia mấy nhiều cái lò mà mua. Ủa cái bịch tiên long nó không lấy đựng nó vô để nó. Kim Thanh. Ăn đầy đủ
Đây con làm cho. Rồi đây bạn kêu. Dạ, yeah, bạn kêu. Hai đồng vậy á. Chưa tính tiếp à? Tiếp 5 đồng. Tiếp thêm 5 đồng nữa. Bạn kêu. Cái bỏ này ra thôi. Chờ chút xíu thôi. Nó ra nhanh. Đi đầu bếp. Đầu dạ. Bếp làm món bữa sáng. Rồi, có bỏ này lên không? À, nếu anh muốn. Nè, cho nước lên quần của Dung nè. Nước lên quần. Cái này là câu mà nhiều bị ăn cướp nữa. Của người ta lấy mất của mình hả? Ta lấy 2 lồng. Wow. 5 lồng mà sao người ta lấy của mình đấy. Mình không có đó thì nó kéo đại thôi. Tại sao ta lấy phải không? Dạ, uổng vậy. Tại vì người ta tham vậy thôi. Dạ, yeah. Người ta chứ không phải là cảnh sát. Cảnh sát bắt mở rồi lấy lồng. Ồ, em tưởng là cảnh sát lấy. Nó bắt mấy thằng cắp lồng. Đây là thành quả của đi câu cua. Ủa, đem bao nhiêu á? Rồi thành quả của đi đào cò là. Dạ, nhưng mà có điều mất hết 2 lồng. Không có, mất 2 lồng cua thôi. Mất 2 lồng cua. Người ta lấy hết hai rồi, đồng hồ nó có 3 rồi. Câu này thì đó là mình chính xác rồi. Wow, cua bự dễ sợ không cho. Ăn cái bánh tráng này xúc bánh tráng này không phải là hên xúc bánh tráng mà lem xúc bánh tráng. Xúc bánh tráng. Hơi sang luôn. Ai? Nộp. Ba là 11. Ủa? Phương tới giờ không bỏ chạy đâu à? Chạy lên coi hả? Coi lên coi. Phương. Hết. Nhà Phương. Đó giờ. Đó đi chơi á. Tụi em có dịp mua đồ ăn nào tụi em thích. Ha. Mua cũng như là 4 người đi chút xíu. Tại vì tụi chị cũng đi 4 người, mua 4 người. Bên kia cũng chung nha. Mỗi món lạ, đừng có mua nhiều quá, dư uổng rồi á, thêm á, cũng là cái phí, nó đủ hết. Em thích món nào em cứ mua, chị thích món nào chị mua, chung với nhau mình ăn, đúng không? Đừng có mua những cái món em lấy cái này cho đừng. Chưa sao sống rồi. Dạ. Chưa sao sống rồi. Không biết con thích gì, con em thích gì, vợ chồng thích gì, cái việc mua những cái món. Đây là ngày hiểu chưa bà? Chứ phải mua những cái mấy cái từ là đi về rồi. Mua cái hình quá cả quá đó đi. Nó. Thế là nó là đẹp. Nó cũng mua được đồ ăn cũng tươi sạch. Như em thấy rồi, người ta thấy không? Đó là the most knockout I've ever seen. You got more nhiều món hơn. Em có mua cái món nào em thích, con em thích. Có 4 người. Hôm nay 4 người tập trung nhau ăn. Vậy á. Good idea. Nào nha. Napkin. Devin. Vậy có nhiều món mình đổi cho mình ăn ngon. Oh, you probably will. Chị có ý kiến gì? À, chị có giới thiệu gì không? Giới thiệu hả? Yeah. Nơi mà đi chơi gì chị đã nhiều chị ở Big Bang không? Gia đình đi Big Bang. Em đi. Go to vacation. My goodness, that was the most ridiculous fight ever. The crap. Filipino guy, man. Đào sò luôn. It was hard to look at. Cái sò. Cái này nghiêu xúc bánh tráng. We thought he died. Thú rừng luôn. Rồi đi bắt thú rừng đi săn. Mẹ chồng có Quỳnh Anh, chồng có YouTuber đi săn heo rồi không? Đi săn hả? Costco. Không, con này là sausage của mình sausage luôn. Đâu đi thường nói đi sausage. Yeah, cái rib của mình sausage luôn. Nó khác. Này nói chung là cây nhà lá dừa. Cái này là thịt ở bên xe. Dạ. Thêm nước bánh mì nha. You having a good time? Mùa hè. Em phải quay gì, nhìn thấy cái view luôn kìa. Dạ, đây có cái view rất là đẹp luôn. Ready, long. Family and friend. Yeah. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày mai là ngày cuối cùng mà về. Đêm nay cuối cùng mình ăn mình chia tay. Yeah. Ngày mai đi về, ngày mốt đi cải tiếp. Tặng sang năm, đi tiếp. Trở lại cuộc sống đời thường. Yeah. Mình hẹn với những chuyến đi tới nữa. Mùa hè ở Mỹ là cái gì thôi. Yeah. Mùa hè mấy đứa đi học lại. Mấy đứa sắp tới 9 là nó cũng nhập học lại, cũng không có đi chơi nhiều được. Tại vì mùa hè đi chỉ có
bên bên đây tuổi hè tháng 6, tháng 7, tháng 8 3 tháng thôi, tháng 9 là bắt đầu nó nghỉ thời gian đi lát nhưng mà đi học lại. Nếu đi chơi là đi Christmas á. Đi Christmas rồi tới Christmas nếu có tiền đi tiếp. Yeah. Christmas thì mình không có tập trung ăn gì được mà đi ở đi khác. Yeah. Yeah. Với lại Louisiana khoảng 10 ngày. 10 ngày. Tức là một tuần 5 ngày với lại 2 cái weekend là 9 ngày. Rồi rồi đi mình có 5 ngày hả? Đứa nhỏ nghe tại mình chưa chưa một gốc nữa. Đi sau July 4 hoặc là trước July 4. Do cái sang có bao nhiêu kiện. Cảm ơn anh chủ nhà. Cảm ơn chủ nhà. Có ăn cơm nhà. Nhờ ổng mình mới có cua ăn bữa nay nha. Bây là mất hai giỏ cua. Cái lớn không rồi. Nhưng mà ăn cua thật nè. Lấy ốc cũng ngay hết rồi. Chỉ còn cắt tành gì đâu. Order. Chưa, order thôi. Chủ nhà là ông chủ mà không trả lương cho thợ. Vừa ao vừa nấu ăn. Bị giang hồ xử quá. Cô nào mà thích là ông chủ có mém để không luôn rồi á. Tiền đâu trả cho thợ. Vừa có nhà giàu học giỏi là bồ luôn á. Dạ. Chưa có người yêu lần nào. Còn đây ông này. Ông này đây. Chưa có người yêu luôn. Ông này chưa có một lần yêu luôn á. Mà có con vợ rồi cái bên. Em còn kinh luôn á. Quỷ sứ. Đừng quay nữa. Em một lâu chứ em nhỏ. Em một lâu chứ em còn trẻ lắm. Một vợ một con. Một vợ một con. Nên cũng còn zin. Sao còn zin hay vậy chị? Zin hả? Zin nói đi mai nữa. Quay rung tay luôn. Đây, đây là vợ của bà ông chủ. Vợ của ông chủ. Dạ. Chủ nhà cho mượn nhà rồi đi mấy cái sinh. Đây là vợ của chủ. Chủ nhà chị tao. Chủ làm chi bút. Chi nhà làm chi bút là chi nấu ăn. Nhảy lầu rồi. Chi bút chủ yếu là nhảy tàu luôn. Không nhảy lầu mà nhảy tàu luôn. Rồi chừng bạn ông Lâm Chi Phút ổng lên YouTube ổng coi cái là ổng nói ủa gì vợ tôi đi đâu rồi cô ông chủ nhà đây là những người bạn em gái em gái ổ chú đó là dễ bạn của em gái. Nói thầm sao? Ông quay ông này. Ô đây là ông này là chủ hot boy YouTube á. Chủ YouTuber đó. Chủ kênh á, chủ kênh á. Chủ kênh. Chứ đang chủ nợ là được rồi. Chủ kênh á. Chủ kênh kia luôn chủ nợ. Nhưng mà chưa trả lương. Chủ kênh kia luôn chủ nợ. Chủ kênh giống như chủ tàu nè, chưa trả lương công nhân. Ok, cheers. Happy summer. Happy summer. Big shot, man. Ăn đi. Maybe happy shot. Này, chủ kênh kim luôn chủ nợ. Chứ. Đây hai ông chủ nè, chủ kênh với chủ tao. Vừa ăn sea food mà lại vừa ngắm biển hả? Chắc quài. Chạy tới đâu? Bây giờ hiện tại là 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Nên trời vẫn còn sáng. Mọi người ăn tối rồi. Tại đến cuối cùng nên có gì ăn mới phải ăn hết. Mà về lại I didn't know anything. She already knows. Man, there was only half a shot at that margarita. Half a shot at margarita. She drank, I was like, what the hell am I? How did it get here? How are we drinking one time? NJ, like 25. Năm nay là cuối mùa hè rồi ha. Năm nay là cuối mùa hè rồi. Mình hẹn. Năm hẹn năm tới. Nhưng mà mình không hẹn. Mùa đông nữa. Mùa đông kẹt mấy đứa nhỏ nó chưa tiêm vaccine nữa. Bởi vậy mình không có plan đi đâu nhiều được. Bị vaccine đâu. Nhưng mà nó ổn định rồi thì mình lên nó dễ hơn thì vẫn không. Đúng rồi, năm nay cũng không có đi chơi nhiều tại vì COVID. Mấy lần cúc đổ vô không có lên trước. Chỉ có gia đình. Thôi, nhưng mà hồi năm ngoái mình cũng có đi. Mình cũng đi vậy thôi. Đi nhưng mà ví dụ như mình không có COVID thì mình plan nhiều chỗ hơn. Đúng rồi. Bọn này mình chỉ là đột xuất thôi. Mình chỉ là mình ít cái option hơn. Nhưng mà vậy cũng đủ rồi. Đứng là tính làm năm sau rồi đi cũng nhiều quá. Nhưng mà để
coi. Có hy vọng. Nếu mà chị coi chị là... muốn đi đó thì muốn đi đi Cancun hoặc đi Cabo. Mẹ đi miền nào không? Mẹ nó hơi bị loạn á. Mình nói trong miền Trung thôi. Mấy người làm chung với chị họ đi rất là nhiều. Năm tới nó giảm, bán hàng Delta này, mệt nữa. Không, ở trong resort ok, không có gì hết. Mấy người làm chung chị họ đi hoài à. Có thể trên Cancun mình đi diễn New Year. Tại bên đó nóng. Mình đi New Year là nó ấm. Mà là bên đó ấm lắm. Bên đó mình nghĩ đi bên đó mắc dễ dãi. Nó có thể mắc lắm đôi. Nhưng mà mình lợi hơn là tại vì mình không cần lấy cái sành nhà nghỉ của mình. Mình được 12 ngày thôi. Mình xếp cái vacation sành mình lại là mùa hè mình đi. Mình năm tới mình đi. Mình đi được đó. Thì nếu mà đi Christmas mình lại cho mình. Lợi cho mình. Mình nghĩ mình có tiền lương mà mắc gì không đấy. Tại bên đó là để dành cho cái gần tội nghiệp cho boyfriend tôi. Sao vậy? Không có thôi. Lấy về vừa lấy hết về lấy về cái sình thôi chứ đâu có được nghỉ. Má mẹ mũi y chang Lý Tiểu Long luôn. Vô. Đó mọi người thấy vừa ăn mà nhìn ra biển nữa đẹp quá. ăn xong rồi trả tiền nhà cái bay ra biển luôn. Mà không trả tiền nhà là không đạp ra biển. Không đạp sẵn có biển đạp ra luôn. Thiệt là coi nha. Ở bên kia á Canada đó. Canada. Như Mỹ mà rồi qua chiếc đổ quá là lòng như bộ qua Canada đó. Còn ngay bơi luôn. Nhỏ là bộ nửa xong luôn. Ôi trời quá, thấy cái cổng Canada luôn á. Đó, ừ. Cái cổng Canada luôn. Bộ đợ, cổng lên bờ mình đi đó. À, không ngờ em nghĩ nó gần vậy hả? Mình chạy nay á, chứ 174 rồi còn gì nữa. Tới đó như là 176. 176. Chắc là 2 mai, 3 mai nữa. Thì chỗ mình thả tàu mình băng lên wifi cái là tới border. Chúng mình là chắc 75 rồi, chỗ thả tàu 75 mẹ. Mình 74. Thả tàu là 75 rồi. Mình bay đây là 74 rồi. Ừ, thả tàu 75 rồi. Đây mới vào nè. Cái ngồi thiền nó để cho cái tâm mình nó nghe thôi. Bạn hỏi cái này là mua từ Texas mua về á. Nhưng bây giờ ăn rất là ngon. Oh, what's it? Dạ, cảm ơn. Mèo good. Mềm mà có mỡ ở trong rất là mềm. Cái này mỡ. Có chi xe. Ngon thật. Anh không ngồi thiền nhưng anh hiểu được. Tại vì xưa anh ở trong chùa biết bao nhiêu năm. Không phải là đem về người ngon ta đem gọi là tĩnh tĩnh tâm, tĩnh tâm giống như cha ngồi thiền nhưng mà ngồi cái đó nó cũng rất là nguy hiểm. Khi em ngồi á cái tâm em phải là em không được nghỉ ngơi, em nghỉ ngơi em nghỉ giữ cái từ mà không phải vậy. Tĩnh tĩnh á em ngồi giống như người ta ngủ gục vậy đó, như người ta ngủ vậy đó. Họ đưa con người ra trong giấc ngủ nhưng mà trong giấc ngủ người ta là không có cái gì hết, chỉ là con số không thôi. Cái đó không phải là dễ đâu. Cái đó là không phải là chuyện đơn giản. Cái này không có cháo nha, to quá ăn đủ rồi, thấy đậu cháo nha. Làm cho người ăn chi phối ra. Ăn thử này nè. Mà chị Phượng nói đó, ông ngồi xếp bằng ông này ngồi tới sao mà ngồi bên này mở nhiều hơn, một cái để sao nghe là khác nhau. Này mở này nè. Nhưng mà thì nghe mấy người đến khoai quang rồi nói là lúc mà bác sĩ nói ông bệnh đó là bắt đầu ông thiền. Ông nghĩ là thiền có thể hết bình tâm lại có thể hết cho ông được. Ok, nói ông một câu á, cái ngồi thiền không qua là chỉ cho bệnh tâm như người ta chỉ trị cái tâm con người không nói gì nhưng anh sợ gì hết. Nhưng mà mình đúng phải mình bị lá mình tiếng chưa? Chứ như giờ gì nữa? Bây giờ mình có sức khỏe. Tại vì mình có điều kiện. Thì mình có giờ gì thì mình đi chơi. Chứ chưa biết, chưa chắc cái ai nói đi thai. Cái người làm chung chị đó, ổng còn tháng nữa ổng đi thai á. Ổng chết trên bàn luôn. Ổng ăn lên ổng chết trên bàn luôn. Xin hồi kêu ổng dậy tưởng ngủ, tưởng thích nắp á. Kêu ổng dậy ổng chết queo.
Một tháng nói gì, tôi có thằng làm quen á, làm ca chiều. Nó làm hết là retire rồi. Còn một tuần lễ nữa là đi ra. Chiều vô đi làm á, leo lên máy bay cái té. Bị stroke. Té cái là kêu ambulance tới là chở tới bệnh viện là chết luôn. Một tuần lễ nữa thôi là retire rồi. Mà đâu phải retire đúng tuổi đâu, retire 60 tuổi thôi. 60 tuổi quá trẻ. Đó là biết mình vô ông đời ông rồi. Còn một tuần lễ nữa là tới nhà nó nghỉ gì. Leo lên máy bay chơi nhà. Wow. Là bị hết bị sốt à. Dạ. Đời nữa hả? Gọi ambulance tới chở tới bệnh viện là bài. Nhà bác cho ngoài vậy? Bởi vậy á. Mà trước khoảng tuần là bị thai á. Ký giấy tờ hết rồi, chờ một tuần nữa là đúng ngày là bye bye đó. Bởi vậy cái YouTube này đang nghe nói chuyện rồi sẵn nói luôn. Nhiều người á nghĩ như vậy là chết trước rồi. Hôm nay giờ còn mình mất mới gì lại không ấy. Nhiều người ta nghĩ lúc còn trẻ chịu khó đi làm.